Mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, ông David Turk. Hai bên đã trao đổi về tình hình hợp tác năng lượng theo nội dung đã được thỏa thuận trong khuôn khổ đối thoại an ninh năng lượng Việt Nam-Hoa Kỳ diễn ra vào cuối tháng 7 năm 2022. Về phía Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã chia sẻ những điểm mới và ưu tiên trong dự thảo quy hoạch điện 8. Theo đó, Việt Nam ưu tiên phát triển năng lượng nhanh, bền vững, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, khuyến khích và tạo điều kiện cho tất cả các thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực tư nhân tham gia phát triển năng lượng. Ngoài ra, Thứ trưởng Đặng Hoàng An cũng đề cập đến các khó khăn, thách thức cho triển khai kế hoạch phát triển năng lượng hướng tới các mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Trong đó, thách thức lớn nhất là nguồn vốn đầu tư cho phát triển các dự án nguồn điện và lưới điện, khó khăn về công nghệ trong quá trình chuyển đổi năng lượng, kinh nghiệm và nguồn nhân lực. Đại diện Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, Thứ trưởng David Turk mong muốn phía Việt Nam đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi cũng như trong lĩnh vực sản xuất hydro.